Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 vừa có thông báo về việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dự án đường Tân Phúc - Phong Phan, tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo yêu cầu của ban chỉ đạo tỉnh, đề nghị các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư và di chuyển nghĩa trang, đặc biệt các vị trí xen kẹp giữa các vị trí đã được giải phóng mặt bằng không có đường vào thi công để nhà thầu thi công có thể bố trí đường vào. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đất ở, thu hồi đất và triển khai hoàn thiện các thủ tục tại các khu tái định cư, di chuyển mồ mả khỏi ranh giới thực hiện dự án, hoàn thành 100% trong tháng 12 âm lịch. Ủy ban nhân dân các huyện Ân Thi, Phù Cừ ưu tiên giải phóng mặt bằng các vị trí thi công cầu Tam Đô, Cửu An, Đoàn Đào và bố trí đường vào thi công. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ khẩn trương giải phóng mặt bằng khu dân cư xã Đỉnh Cao để đảm bảo thời gian thi công. Hoàn thành thu hồi 100% diện tích đất nông nghiệp, đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý trong tháng 10 năm 2024. Hoàn thành xây dựng, cải tạo, mở rộng nghĩa trang và di dời mồ mả trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Khẩn trương hoàn thành xây dựng các khu tái định cư, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tiến hành thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra theo kế hoạch và theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tại kết luận số 01 KL-BCD, hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 9 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, bố trí đầy đủ vốn thanh toán cho khối lượng xây lắp hoàn thành. Ưu tiên bố trí vốn cho dự án thông qua chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ. Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ đấu giá hai mỏ cát sông Hồng tại xã Mai Động và xã Tân Hưng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ mời đấu giá, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là cần thiết vì phát triển phương thức vận tải bền vững, hiện đại, thân thiện, góp phần giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Lấy dẫn chứng từ nghiên cứu của Hiệp hội Đường sắt Quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đường sắt tốc độ cao là phương thức vận tải bền vững, an toàn, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên. Đồng thời, do tuyến đường sắt tốc độ cao phần lớn đi trên cao nên góp phần hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế chia cắt cộng đồng. Tuyến đường sắt tốc độ cao sử dụng năng lượng điện là giải pháp tối ưu để chuyển đổi phương thức vận tải, góp phần đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như cam kết tại hội nghị COP26. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải thông tin, theo các chuyên gia, điện khí hóa có thể giảm đáng kể lượng khí carbon mà vận tải đường sắt thải ra so với việc sử dụng tàu chạy bằng diesel. Khi các quốc gia trên toàn thế giới cam kết giảm phát thải khí nhà kính, đường sắt hiện đang trở thành chuẩn mực về giao thông vận tải bền vững. Hơn thế nữa, các tuyến đường sắt chạy bằng điện thường có công suất hiệu quả cao hơn, chi phí bảo trì thấp hơn và giảm tiêu thụ năng lượng về lâu dài. Ngoài ra, tàu điện yên tĩnh hơn và cho cảm giác đi lại êm ái hơn, qua đó nâng cao trải nghiệm tổng thể cho hành khách và có khả năng thúc đẩy số lượng hành khách sử dụng. Điều quan trọng là điện khí hóa tạo nền tảng để mở rộng và đổi mới trong tương lai. Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và khối lượng giao thương tăng lên, mạng lưới đường sắt điện khí hóa sẽ có khả năng đáp ứng tốt quy mô vận tải lớn hơn và tàu tốc độ cao hơn. Chia sẻ thêm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Gia Khánh cho biết, vận tải đường sắt là phương thức giao thông quan trọng. So với hình thức khác, đường sắt có lợi thế vận tải hàng hóa lớn, hiệu suất cao, đặc biệt là độ an toàn, chi phí trung bình. Dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa đến 2050 tuyến Bắc Nam là hơn 18,2 triệu tấn trên năm, với 122,7 triệu lượt khách. Vận tải đường sắt tốc độ cao khi hình thành sẽ đóng vai trò quan trọng đồng bộ kết nối 5 phương thức chính: đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa theo trục Bắc Nam. Điều này không chỉ tận dụng thế mạnh từng phương thức mà còn tối ưu hóa hệ thống vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Khi phương thức vận tải hàng hóa linh hoạt, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội. Điểm mạnh của đường sắt tốc độ cao là độ an toàn cao như ở Nhật. Đường Shinkansen xây dựng từ năm 1964 nhưng đến nay sau 60 năm vận hành, khai thác chưa xảy ra vụ tai nạn nào. Hệ thống đường sắt tốc độ cao ở các nước cũng tương tự. Đáng lưu ý, ông Khánh cho biết, thời gian đi lại bằng đường sắt tốc độ cao được xác định chính xác tới từng phút. Thứ ba là tiện lợi thoải mái, hành khách đi trên tàu này có không gian rộng rãi, di chuyển trên tàu dễ dàng.
Bên cạnh đó, đường sắt tốc độ cao vận hành theo hình thức điện khí hóa, thân thiện với môi trường, do đó sẽ mang lại hiệu quả về môi trường, giảm phát thải. Ngày 30 tháng 10, ông Đoàn Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cho biết, mỏ cát Hòa Hưng 5 trên sông Tiền thuộc xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang đã đầy đủ thủ tục, đủ điều kiện khai thác cung cấp cát cho vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo ông Phương, chủ mỏ đã nộp tiền thuê mặt nước và có phương án khai thác, phương án đảm bảo an toàn giao thông. Mỏ đã được khởi công khai thác chiều ngày 9 tháng 10, nhưng đến nay vẫn chưa hoạt động do chủ mỏ với nhà thầu vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh chưa thống nhất được mức giá. Theo Sở Tài chính Tiền Giang, mức giá mà công ty cổ phần Hoàng Hải chủ mỏ đưa ra 160.000 đồng trên mét khối. Với giá này, phía nhà thầu vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quá cao. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có cuộc họp với các ngành chức năng, chủ mỏ cát dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất giá cát. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng sớm hoàn thành phương án thẩm định giá cát trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ngay trong tuần này. Trước đó, mỏ cát này được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp phép khai thác khoáng sản cho công ty cổ phần Hoàng Hải, huyện Châu Thành, Tiền Giang với trữ lượng hơn 1,1 triệu mét khối và khoáng sản phụ đi kèm, đất bóc tầng phủ trong khai thác cát hơn 525.000 mét khối. Theo đó, công suất khai thác 400.000 mét khối trên năm với thời hạn khai thác 4 năm 2 tháng. Thời gian hoạt động trong ngày từ 7 giờ tới 17 giờ, không được phép khai thác ban đêm. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phê duyệt cấp thẩm quyền khai thác khoáng sản mỏ Hòa Hưng 5 với tổng số tiền hơn 6,95 tỷ đồng. Thực hiện đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm, thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc theo quyết định số 1008 của Thủ tướng Chính phủ, ông Võ Tuấn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phải hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm 2024, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10 2024. Trong đó, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 đoạn qua huyện Long Thành trong tháng 11 năm 2024, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa trong tháng 12 năm 2024. Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2 trong tháng 10 2024. Về công tác triển khai thi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Võ Tuấn Đức yêu cầu chủ đầu tư phải thi công cơ bản hoàn thành hai dự án nói trên trong năm 2025 và đưa vào khai thác đoạn tuyến các dự án qua địa bàn tỉnh từ năm 2026. Kết quả này để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Để hoàn thành các mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân, các tổ chức, đoàn thể tham gia hỗ trợ, quyết liệt hoàn thành đúng tiến độ, không chậm trễ. Cùng với đó, tập trung di rời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mua bán, thầu, tham ô, tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Cùng với đó, tập trung quyết liệt các giải pháp đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời nguồn vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tính mỹ thuật. Đặc biệt phải hoàn trả đường dân sinh sau khi hoàn thành thi công hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.